tại sao người ta bị ma gá nếu định lực của quý vị yếu và năng lực trí huệ không sung mãn thì quý vị sẽ gặp ma chướng nếu công phu thiền định của quý vị chín mùi quý vị sẽ chinh phục được ma quỷ tưởng ấm đã tiêu dung trong số năm ấm sắc thọ tưởng hành thức tưởng ấm đã bị tiêu trừ hành giả dụng tâm muốn giao hỗ với tưởng ấm mà anh ta vừa chinh phục nó khi đã vượt qua được tưởng ấm mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn trong trạng thái này hành giả vẫn ngủ vẫn ăn nhưng không còn mơ nữa khổng tử có lần nói than ôi ta suy yếu rồi từ lâu ta không còn mộng thấy chu công chu công là người bảo hộ cho thành vương vào đời nhà chu tại sao khổng tử không còn mộng nữa có lẽ đến lúc ấy khổng tử đã một phần vượt qua tưởng ấm rồi tuy nhiên do ông ta không biết được điều này nên ông ta ngạc nhiên này sao ta không còn mộng nữa hồ ta đã già rồi khổng tử đã có chút ít trong công phu tu tập có thể ông ta đã tiêu trừ được tưởng ấm mà không hề biết gì về việc ấy ông ta không hiểu nên ông ta đoán rằng do ông ta đã già yếu nên không còn mộng nữa một khi tưởng ấm tiêu dung thì ngủ không còn mộng nữa ngủ thức đồng một thẻ nếu quý vị có đọc văn học cổ điển trung hoa quý vị có thể liên hệ đến câu chuyện nhan đề Trịnh Bá Khắc đoạn ư yên, xưa Trịnh Vũ Công cưới vợ là thần Vu Giáp gọi là Vũ Khương, sinh ra được hai người con Trang Công và Cung Thúc Đoạn, Trang Công được sinh ra khi mẹ là bà Vũ Khương đang ngủ, khi bà mẹ thức dậy đã sinh Trang Công xong rồi, Trang Công được gọi là Ngụ Sinh trạng thái thức ngủ như nhau có nghĩa là khi ngủ cũng như thể là thức hành giả lúc thức cũng tỉnh táo vì anh ta không điên đảo và ngủ cũng không có mộng khi các ông vượt qua được tưởng ấm các ông có thể xa rời được những điên đảo xa rời mộng tưởng và đạt được cảnh giới niết bàn nếu các ông chưa tiêu dung được tưởng ấm thì cái điên đảo này khó mà tiêu trừ được các ông nên lưu tâm đến điều này trong việc học phật pháp của chúng ta ngũ ấm được đề cập trong kinh thủ lăng nghiêm rất là quan trọng hơn thế nữa các ông nên học cách mở sáu nút nếu các ông không biết những nút này thì không bao giờ mở được và không bao giờ được tự tại nếu mở được sẽ có tự do tính giác minh rỗng lặng như hư không không còn những tướng tiền trần thô trọng đến điểm này hành giả có thể ngủ hay thức tùy ý nhưng theo anh ta hai trạng thái ấy hoàn toàn giống nhau Loại trạng thái ấy là gì? Hành giả thực sự ngủ rất ít, anh ta chỉ cần phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt một lát, không như những người ngủ từ sáng đến tối và ngủ từ tối đến sáng. Lý do họ ngủ không bao giờ thấy đủ là vì họ chưa vượt qua được tưởng ấm. Anh ta thường hay ngủ lơ mơ một chút, khi anh ta vượt qua tưởng ấm được rồi, anh ta trở nên rất lanh lợi và sáng suốt, thức và ngủ trở nên là một đối với anh ta điều này không có gì xa lạ nếu quý vị nói chuyện khi anh ta đang ngủ anh ta cũng nghe được hết đó là một trạng thái vi diệu đừng cho rằng có thể mạ lị anh ta khi đang ngủ vì anh ta biết được những gì các ông đang nói anh ta chỉ không để cho quý vị biết được những gì anh ta biết thật là cảnh giới kỳ diệu một số chư thiên không ăn cũng không ngủ mà luôn thấy lanh lợi và tỉnh táo tâm giác ngộ sáng suốt rỗng lặng như hư không như lời trong bài kệ vạn lý vô vân vạn lý thiên muôn dặm không mây muôn dặm trời trên bầu trời trong vắt ánh sáng mặt trời tỏa lan đến cả ngàn dặm chung quanh trong trạng thái này tâm hành giả không còn những bóng dáng của tiền trần thô trọng tất cả bóng dáng bên ngoài của tiền trần đều bị tiêu mất